Xin chào quý vị các bạn, vẫn là đến với những chiếc VF3. Và cái phần mà độ đèn đề mi ở phía trên là đèn LED, đèn dưới thì con xe này vẫn sử dụng đèn halogen các bác nhé. Màu sáng đỏ truyền thống, đấy, màu sáng này là sử dụng cái bóng sợi đốt, đấy, nặng điện và ánh sáng thì thấp. Đấy, để mà tăng cái khả năng chiếu sáng và tăng cái an toàn khi chúng ta đi xe trời tối. Thì các bác thể nhìn thấy con đèn này thì đây là đang cái sân chung cư nhá. Đấy, bật lên các bác thấy tối không? Rất là tối đúng không? Đấy thì hôm nay bên em sẽ làm một cái video đấy để hướng dẫn các bác là thay một cái bóng đèn LED mới, thương hiệu mới của Laica. Và cái bóng này là bóng chuyên dụng. Rồi, bóng chuyên dụng cho xe VF3 các bác nhé. Đấy. Đây là con bóng chuyên dụng này của hãng Laica. Đấy, bóng này là với cái bóng này mã hiệu là V5, đấy, đèn LED luôn. Là loại LED 360 độ. Cái bóng 360 độ khác với bóng thông thường ở ngoài thị trường như thế nào. Bóng 360 độ này là cái vòng sáng nó đều tròn, nó giống như bóng sợi đốt. Thế nhưng nó sử dụng công nghệ LED. Cái bóng bình thường chúng ta chỉ có một chip LED thôi, nhưng bóng này thì nó sử dụng rất nhiều chip LED xung quanh để nó ánh sáng nó tròn đều và nó làm cho chúng ta có cảm giác là nó sáng đều và ánh sáng nó trải đều xuống mặt đường. Đấy, không có điểm nào thiếu cả. Đấy, con này là con 360 độ. Con này chuyên dùng cho VF3 và VF5 các bác nhé. Đấy, công suất thì đã được bên Laica họ nghiên cứu và lắp thử nghiệm rất nhiều loại bóng. Và cái loại bóng này thì là công suất là phù hợp nhất. Đấy, công suất có 60W là phù hợp với cái bộ mà DC to DC ở trong con xe VinFast VF3 này. Đấy, có những nhiều bác thay những cái bóng mà công suất nó lớn quá. Đấy, nó không đúng công suất của xe, nó làm lỗi xe và nó lỗi hệ thống khác. Còn nếu như mà khi đã dùng VF3 thì chắc chắn là các bác nên dùng cái loại bóng này thì sẽ đảm bảo các bác là về yên tâm về sử dụng cái bóng này, là không sợ lỗi cũng như là có vấn đề gì về ánh sáng cũng như là hệ thống điện cả. Và chúng ta yên tâm rằng cái bóng của xe thì là bóng 55W và con này là 60W, chỉ có hơn có 5W thôi. Nên khi mà nó thêm 5W thì nó không ảnh hưởng. Còn các bác lắp bóng 70-80W thì đảm bảo các bác là không lên. Đấy, và sau một thời gian thì nó sẽ cháy cầu chì hoặc là ảnh hưởng hệ thống điện của xe. Và bình nó không đủ điện để nó, khi chúng ta đi đường dài buổi tối thì cái bình ắc quy nó sẽ không có đủ điện và nó sẽ nhanh chết bình ắc quy các bác nhé. Đấy, đây là cái giải pháp mà rất ok mà đã phải nghiên cứu rất nhiều. Đấy, các bác VF3, VF5 thì đã kêu rất nhiều do lắp những loại bóng đèn mà công suất lớn. Sáng thì sáng không hơn được bao nhiêu, thế nhưng mà lợi bất cập hại. Đấy, hôm nay bên em sẽ hướng dẫn các bác là lắp cái đèn này luôn. Đấy, để mà lắp cái đèn này thì chúng ta tiến hành tháo cái bóng hay đèn sợi đốt cũ của xe. Các bác nhìn thấy là nó có một cái lắp chụp đây. Đấy, sau khi tháo ra thì em đã làm rất nhiều video về tháo bóng đèn này rồi. Đấy, bóng đèn này các bác nhé. Đấy, để mà tháo hai bên thì hai kỹ thuật viên bên em đang tháo này ra. Đấy, các bác nhìn thấy bóng đèn này. Tiếp theo là chúng ta lắp vào các bác nhé. Lắp vào thì rất đơn giản thôi. Đấy, chúng ta tháo cái cốt này ra. Đấy, chúng ta lắp cái cốt này vào trước. Đấy, trong đấy nó có cạnh và đúng vị trí. Nếu các bác là tháo ra thì chúng ta nhìn chúng ta biết luôn. Lắp xong thì chúng ta tiến hành cắm cái bóng điện của nó vào thôi và cắm đợt dây điện. Thì hôm trước em đã làm một cái video rất là cụ thể về cái dây điện của nó, chúng ta không thể cắm nhầm được. Đấy, trên cái bóng này thì nó sẽ có hai cái cọc này luôn. Cọc này nó sẽ cọc âm dương ở trên này luôn. Đấy, đèn pin rồi, CCD sáng để các bác nhìn thấy này. Đấy nhá, cái cọc dây này các bác nhìn nhá. Đấy, dấu cộng này bên này, đấy, dấu cộng này, dấu trừ này. Thì cộng là dương, thì tương ứng với màu dây của cái xe VinFast VF3 này thì nó sẽ có hai màu. Đấy, màu đen là sẽ là âm, màu xanh sẽ là dương, các bác nhìn nhé. Đấy. Màu đen này sẽ là âm này, màu xanh sẽ là dương này. Đấy, và chúng ta cắm đúng hai cái này vào đúng vị trí, mặt xanh vào là không bao giờ nhầm được, bật được cái ăn luôn. Đấy. Tại vì có nhiều bác không biết là lắp nó không lên. Đấy, lý do là chúng ta không đúng đầu điện của nó. Bóng sợi đốt thì đầu nào cũng được. Cái bóng này thì chúng ta phải lắp đúng cái quy chuẩn của nó các bác nhé. Đấy. Khi mà lắp xong bóng thì chúng ta tiến hành là đút cái cục ba lát của nó vào. Đấy, cục ba lát nó là một cái thiết bị để ổn định cái dòng cho bóng LED, để làm sao bóng LED nó đạt hiệu suất tốt nhất. Đấy, không phải khỏe điện mà nó sáng đâu. Bóng cục ba lát rất là quan trọng. Và cái bóng này thì bên Laica đều bảo hành cho các bác là 25. Đấy, lỗi thì các bác cứ check trên hệ thống và bên Laica sẽ bảo hành cho các bác. Đấy, các bác yên tâm về sử dụng cái bóng này. Đấy, sáng thì sẽ rất là sáng đều. Em tin chắc là các bác đang lắp những loại bóng không phải bóng 360 này thì cái ánh sáng nó sẽ có điểm sáng, điểm tối, điểm mờ, nó không đều nhau, nó hắt và nó sẽ gây chói mắt. Nhưng con bóng này thì đảm bảo các bác là ok luôn, rất là đều. Đấy. Thế bây giờ thì khi đã lắp xong thì bây giờ có thể tiến hành bật đèn thử cho các bác xem. Đấy, các bác nhìn thấy bóng sáng chưa? Đấy, đấy các bác nhìn. Đấy, các bác nhìn nhé. Và có một đặc điểm của con này, các bác nhìn này, riêng bóng 360 thì các bác nhìn thấy mặt nó chiếu rất phẳng luôn các bác nhé. Cái chỗ này đây, cái chỗ này, chỗ góc này em chỉ đây là góc ở phía ngoài rồi, còn chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ đi khoảng rộng từ đây sang đến bên này, đấy nó rộng khoảng độ 5 mét đấy. Cái ánh sáng pha thì các bác nhìn xa rất sáng. Đấy, cốt này các bác nhìn này, thực sự là rất đều luôn, đều hơn bóng halogen này các bác nhé. Đấy, bật cốt thôi, đấy các bác thể nhìn cốt, đấy, đấy mặt cốt rất sáng. Đấy, các bác thấy bóng sáng trắng luôn. Đấy, chúng ta có thể đến từ xa để nhìn nhé các bác nhé. Đấy, rất sáng. Bật pha nào. Đấy, cốt, pha cốt nhấp nháy. Đấy, các bác nhìn thấy. Đấy, sáng chưa? Thật sự rất là sáng. Đấy, các bác mà có nhu cầu mà quan tâm đến sản phẩm của Laica này để chuyên lắp cho VF3 này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại em ghi ở trên màn hình, hoặc là truy cập vào website Laica Việt Nam. Đấy, để làm đại lý của em trên toàn quốc. Đấy, bên Laica thì phân phối sản phẩm này và bán buôn sản phẩm này cũng như là lắp cho khách hàng tại cửa hàng. Đấy, các bác ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em lắp cho các bác. Đấy, chi phí lắp thì là bên em miễn phí cho các bác tại cửa hàng. Đấy, còn có thể các bác ở tỉnh xa thì chúng ta không có điều kiện đến thì các bác có thể đặt mua hàng trực tiếp ở trên website hoặc là liên hệ với số điện thoại. Bên em sẽ gửi hàng về cho các bác tận nơi để chúng ta có thể lắp vào xe kiểm tra rồi thanh toán tiền cho bên bưu điện. Đấy, bên em thì bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 2 năm các bác nhé. Cứ có lỗi gì thì các bác mang đến tận nơi sẽ được đội mới, bộ mới. Đấy, để ánh sáng thì các bác yên tâm là sáng rất đều, thực sự sáng rất đều luôn, dải sáng đó. Mạnh và đều các bác nhé. Đấy, để mà đêm nhìn thì chúng ta sẽ thấy an toàn hơn. Đấy, giờ thì chút nữa em sẽ làm một cái video đấy để đi thực tế cái bóng Laica 360 này trên đường cho các bác xem. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ kênh cũng như nhận những video mới nhất về những loại bóng đèn cho xe VinFast VF3, VF5, VF6. Cảm ơn các bác.